Như các bạn yêu cầu từ rất là lâu, hôm nay mình sẽ đánh bại tất cả con boss. Tuy nhiên tụi mình chỉ được sử dụng vũ khí. Và đúng rồi đó, có nghĩa là tụi mình sẽ không sử dụng chát quỷ luôn. Và trước khi đánh mỗi con boss thì tụi mình sẽ sử dụng vòng quay này để quyết định xem đâu chính là món vũ khí mà tụi mình sẽ sử dụng. Và đương nhiên thử thách này sẽ có một số quy luật như sau. Đó chính là chỉ số tụi mình sẽ nâng bằng với lại level của con boss ha. Và quy luật thứ hai đó chính là tụi mình chỉ có 2 mạng thôi. Nếu như bị đánh bại 2 lần có nghĩa là tụi mình sẽ thua cuộc và video này sẽ kết thúc. Nên là để xem hôm nay con boss nó sẽ đánh bại được tụi mình nha. Và có thể tụi mình sẽ chiến thắng hay sao đó. Không, tại anh với em là pro mà. Mở đầu vô đó chính là Gravity Ken, gãy trọng lực. Ủa nếu mà không có em dùng cây gãy đánh chó này được không? Ai vậy nha. Thôi được rồi, nói chứ con boss này cũng easy rồi, để anh xử lý cho Phúc ơi. Một tay là được. Mày hả bội? Ui. Có chừng cho Phúc, có chừng cho Phúc. Đao kiếm vô tình Phúc ơi. Thiệt ra là anh giết mày luôn nè cu. Mày. Ủa chưa gì mắc một mạng rồi. Ừ ha. Oh no, mình tự bóp bản thân các bạn ơi. Lỡ tay đánh với đắc phát nó mất hết một mạng rồi. Thôi được rồi, lần này đến với con boss Bobby anh đền bù cho em là sẽ cho em giết nó. Để xem món vũ khí tiếp theo anh em mình sử dụng là gì đây. Ê quên nữa, con boss này né kiếm mà vô. Nè. Tại vì nó mất mạng rồi hả? Đây cũng chính là một trong những kiếm khá là ngon nhưng mình quên mất là con Bobby này nó né được kiếm các bạn. Nè xem nè. Mày, ủa chém được mà. Ờ gì vậy, chưa bắt đầu mà. Sao chưa bắt đầu em quên nó sắp cút luôn rồi. Đây anh test số chiêu trước cái đã. Sword Dance. Mày hả bội? Anh test có anh chiêu à? Cả là tại em mới đắc, anh còn chưa được quýnh nữa mà. Anh phải múc bang em. Em biết lỗi của mình chưa? Em biết lỗi của mình chưa? Ê, ủa? What the fuck? À, không phải, coi như cái này không tính đi các bạn ơi, cái này không tính các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ nó sẽ đến với con boss tiếp theo. Một con boss phải gọi là xứng tầm với tụi mình luôn ha. Đó chính là Alon với 100 level. Ê, ê, bình tĩnh anh ơi. Mấy con boss level cao cái này á, ê, gì vậy, quýnh này vô không? Con boss này khó lắm nha, đừng. Nè, Katana với kết lát hả? Ê, nhưng mà tính ra tụi mình may mắn hả chứ? Được chọn với hai cây luôn nè, kết lát hoặc là Katana cũng được. Nữa hả? Anh cứ làm cái lỗi bút này hoài luôn á. Ôi, anh kẹt đúng rồi. Anh kẹt rồi, anh bác sĩ. Thôi được rồi, đánh bại gót thôi nào. Đánh hôm hôm gì vậy? Con này anh nghĩ tán em cái chết luôn quá đi anh cho. Mày hả bữa gì có chín chín máu vậy? Quay quay. Như mình cồi quá chém nào chết. Đừng như mốt để đỡ về cái katana. Để coi kích lát katana có gì khác nhau nha. Mày, ủa sao chiêu y chang vậy? Thằng nào quýnh em tao. Combo. Hình như cú nên chết rồi vậy quay. Từ né chiêu. Mình chừng là anh cái chừng. Né được. Né đi phút. Chém đi phút. Yes. Con này đúng là đối thủ đáng gờm nha. Thôi được rồi, đến con tiếp theo thôi. Cùng nhau đến với kiếm tiếp theo thôi nào. Mong là món vũ khí là... Ôi, bro, rồi xong. Mới con boss nó chỉ một thôi mà man. Nghĩ là đáng á, tại em không có cây đó. Mấy con boss gì sao em sẽ có tác dụng mà anh đợi đi. Thiệt. Nãy giờ anh thấy em cũng không có tác dụng lắm rồi đó nha. Đúng rồi, quýnh đi. Rồi, chiêu dách. Rồi, xem đồ hốt. Quát. Mày hả bội. Cái cây gậy đánh chó này nghe mạnh lắm nha ba. Nghe tiếng quýnh kìa, đùng luôn nghe không. Anh nấu chín con dê tì luôn nha. Giết nó đi. Easy, ôi được lòng đó nè. Và vị trí tiếp theo chúng ta đó chính là Marineford với con boss Vice Admiral. Nói chung thì con đô đốc hải quân này cũng không có gọi là khó khăn lắm ha. Nên mình nghĩ là tầm cây kích lát chứ lên là được. Kiếm hai đầu nha các bạn. Các bạn biết tại sao mình làm video này không? Thứ nhất là để chiều lòng các bạn, nhưng là thứ hai là chuẩn bị game update á. Nên mình làm cho tổng hợp lại sau này có dữ liệu mấy cái kiếm mình làm video đó các bạn. Tại sau này em biết là update xong nó thay đổi hết tất cả kiếm không? Ồ giờ anh nói em mới biết đó nha. Nên là phải gán quýnh tới bít mồm luôn nha. Đừng thất bại sớm quá. Lần này phải chắc chắn đánh bại nó các bạn ơi. Ơi mà cái cây này đẹp quá vậy. Lộn vòng. Hình như tên nó không phải vậy đâu là anh ơi. Hình như chiêu là lộn vòng á man. Chứ gì nữa, easy, yes. Em biết á, ai mới chính là kiếm sĩ mạnh nhất trong truyền thuyết không? Em hả? Em bị ảo hả mày? Đương nhiên đó là anh săn tóc đỏ rồi. Nhưng mà rất tiếc anh săn tóc đỏ ở C1 thôi nha. Mong là quay ra cây Saber đi. Đối đầu với chủ nhân nó. Ơi thiệt kìa, what the fuck. Ê, hình như anh là nhà tiên tri vậy, what the fuck. Năng lực của chát quỷ mình đó, không được đâu. Giờ cùng nhau combo luôn nha, em biết combo one shot của cây Saber không? Biết. Rồi, điểm 1, 2, 3 xài nha. 1, 2, 3, combo. Bùm, ui. Nửa cái máu rồi kìa ba. Easy vậy. Ai. Chém vô đi. Mày em kết liễu luôn. Thôi sẵn đây random chết quỷ luôn các bạn ơi. Các bạn hãy nhớ nhập code là sẹt e crazy lion để có thể random với chết quỷ xịn hơn nha. Coi mấy đứa không nhập code kìa. Đúng là rồi, đến với hòn đảo tiếp theo đó chính là của anh em Doflamingo. Để xem cái kiếm nào hơi đánh bại show guitar hả? Wait what? Show guitar là kiếm hả? Vũ khí mà, kiếm súng luôn á. Em có không? Không sao, nhưng mà show guitar cũng mạnh mà. Coi anh đàn nó nghe hồi nó chết luôn nè. Người theo hương hoa mây mưa răng nói. Anh đàn hồi em chết đúng không?
đàn nó dở rồi còn hại tem nữa. Anh á, ngoài Phan Sơn Tùng ra anh còn là Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Biết khi nào anh cũng hát bài đó là anh ơi. Tại anh là đốm chúa mà đúng không? Ai cũng biết anh là đốm chúa mà. Kìa, thậm chí cây đàn của anh nó còn phát sáng kìa mà. Thôi bắn đốm đốm. Cuối cùng thì đốm đốm nó chiến thắng nha các bạn. Đúng là một kết quả khó lường mà. Mong là lần này không ra mấy cây súng nữa nha các bạn. Ngoài cây show guitar ra mình không nghĩ có cây súng nào ngon ở đâu. Quay what? Warden Sword. Wow, một cây kiếm khá là nhiều lỗ bung nha. Ủa, mình như cây kiếm là của nó đúng không? Đúng rồi, trùng hợp chứ hả? Em có không? Thôi nhìn là biết rồi. Để mình tao xử lý nó cho. Hồi nãy nói cây kiếm nó có nhiều lỗ bung phải không? Anh sẽ sử dụng lỗ bung luôn nè. Ờ ghê ghê ghê. Ôi, nó không chém được anh thiệt kìa. Ờ sao mà thôi, anh chạy ra đây để test chiêu cái ơi. Mày chiêu đầu tàn hình rồi tạo cái dùng gì đó. Tornado Smash. Ui, what the fuck? Ê mà chiêu hit này bá đạo quá vậy, đẩy lên trời không quýnh được luôn á. À chết kìa lên, chết kìa lên. Anh còn hai kêu quan sát nữa nè, thấy không solo luôn. Người bro nó phải thế. Con boss là mình ghét nhất các bạn ơi, Doflamingo. Mặc dù đang C1 thôi nhưng mà nó vẫn có dạng V2 nha. Khá là láo luôn nên mình phải quýnh nó một cách tàn nhẫn nhất mới được. Làm ơn, làm ơn. Rồi rồi, cái gì đây? Triple Katana. What? À cái này. Thiệt cái này luôn hả? Cũng là tam kiếm các bạn. Nhưng mà nó là tam kiếm katana. Mày. Nãy giờ tao không được đánh, nãy giờ tao không được đánh rồi. Ôi ơi, bốn, dừng lại đi, chết. Mày đấy anh nha. Ui, chiêu đẹp vậy hả? What the fuck? Cây này, chạy ra đi. Ê, Phúc ơi, em ổn vậy, né ra đi, để anh xử lý cho. Để kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cho em biết sức mạnh thật sự của anh. Ui. Không thể nào quýnh bài tao cu. Và đến với con boss tiếp theo đó chính là Akenu. Và để trả thù cho anh Adonis chúng ta thì bây giờ mình sẽ random trái khí tiếp theo. Iron May, cây chùy gai hả? Sao tới quýnh mấy con boss khó gây khí phế của người ta. Cái cây này nó có cái chiêu quýnh thứ ba rất là mạnh luôn nè, coi nè. Bùm, cũng đỉnh á, cũng ra gì này nọ đó. What the fuck, em đẩy nó ra cho nó vô. May smart cầm đập liên tục luôn. Killer combo, đừng đẩy nó ra. No, anh mất chiêu rồi. Phút này nó giúp boss quá các bạn ơi. Killer combo của mình. Mày ơi đau vậy, what the fuck. Mà tính ra con này nó trâu rồi các bà, quýnh nãy giờ mà chưa thấy nó sắp chết nữa kìa. Chưa cút nữa bà, what the fuck, con này trâu vậy. Cút. Nhưng mà khó tới đâu thì đối với anh em mình nó cũng là đơn giản rồi bạn hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ đến với Underwater. Và đương nhiên con này cũng khá là mạnh nha. Thậm chí là mạnh gấp 10 lần Alon không chừng nữa. Cha của Alon là Alan hả? Mắc cười dữ cái trời. Xì xui. Trời ơi xì xui. Em có không? Cuối cùng thì chuyện gì nó cũng sẽ đến tay mình nữa các bạn ơi. Cú chém tập trung. Bùm. Đây nè, siêu lẳng kích. Piu. Ngầu không? Tên anh tiếng Việt anh tự đặt á. Mặc dù cũng không hay lắm mà. Ngắm chuẩn và bắn. Ui, cái gì bắn nó tóc trắng luôn rồi. Ê ơi, mày giỡn cô. Thôi rồi rồi, tao sẽ tặng mày món quà cuối cùng vậy. Đùng. Ui, ngầu quá, ngầu quá. Rất là Trident như luôn nè. Rồi, đối thủ tiếp theo của anh em ta đó chính là ai? À, Whisper, thanh niên chơi súng đúng không? Tao nhớ mặt mày đó. Để coi này cái súng nó mạnh hay là mình mạnh hơn nha. Và đó chính là Đắc. Ơi, đừng mà. Yoru các bạn ơi. À, nhìn Phúc thì biết nó không có đâu mày. Cái thằng phế này. Để anh mình solo với boss hoài cô. Làm gì có tiền mà mua cái Yoru các bạn. Sao đau vậy? Gì bắn cái nửa kia máu là sao vậy? Đâu, từ từ bắn lại cái nữa rồi, bắn lại cái nữa rồi. Không chết. Ây da, ơi ơi. Nghiêm túc. Ra đỡ đạn cho. Ui, Phúc ơi, cứu anh. Đánh tao đi. Ừ, quýnh Phúc đi. Hay gà. Mày. Em không biết nha. Nó bắn anh bộ. Mày làm tao bật cái đó tao mất một mạng rồi. Con boss C1 khốn kiếp. Rob dành cái bazooka nè. Nhưng mà có nghĩa lý gì không vậy? Đánh đổi một mạng hả? What the fuck? Chứ nó không bắn em ta. Tại nó cũng da đen giống em hay sao á. Nè, vô đây gặp người da trắng nè cô. Thằng em trai mày gây ra lỗi. Nên mày bây giờ phải chịu đựng tất cả nỗi đau của nó. Yama. Nếu như các bạn không biết, đó chính là một mảnh của cái song kiếm katana đó. Nên là sức mạnh này cũng phải gọi là khỏi bàn nha. Em có không? Anh biết cái cây Yama mà biết cười là gì không? Là gì? Yamaha. Yamaha là cái xe. Yeah. Anh hiểu không Phúc? Trên lớp chắc em nhiều bạn lắm hả? Mày giỡn cái Yama. Ê Phúc em để ý không? Em xài chiêu xuống đất thôi. Nó ra tia sét á. Đó thấy không? Chiêu dách đó. Ghê hả? Má sát. Ồ tính ra lớp Phúc kiểu nó cũng detail ha, chi tiết mày. Chắc tại này hai người quýnh đó sao Phúc ơi? Quýnh hồi đồng mà sao chịu nổi. Rồi đến con boss tiếp theo đó chính là
Và đây cũng như là con boss cuối cùng ở siêu học luôn nha. Và nếu như các bạn không biết á thì Vidac khi quýnh con boss này sẽ rất là hay địch. Các bạn để ý nha, tí nữa các bạn xem là biết à. Tại mình không nói thôi chứ mình là quay video chung mình để ý hết. Ê đừng Kabucha. Sao tự nhiên tới mấy con boss mạnh mạnh là nó ra cái súng vậy ta? Không ổn các bạn ơi. Kabucha này ui em có nó có chiêu không? Mẹ bắn được, bắn đi. Rồi tấn công. Ui mạnh ghê, mạnh chứ. Coi anh xài chiêu 1 phút. Chim lửa. Đụng quá trời. Trời ơi bắn hụt. Đây nè, chim lửa. Anh gây được 5000 đam nè, 6100 đam. Cạp đất đi cụ. Mày cạp đất đi. Ây da. Ơi đám đao vậy, đừng quýnh nữa. Thả diều nó vậy sao nó địch. Ê đẩy xuống biển được không? Rồi, con boss này nhìn ngu à. Nằm luôn rồi kìa. Bỏ cuộc rồi. Ôi bất lực quá các bạn ơi. Vậy là cuối cùng hai anh em mình đã đánh bại được hết tất cả boss ở C1 và đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên C2. Ơ what the fuck gì không? Em làm gì vậy? Chuyển lên C2 không à. Chuyện gì sẽ ra với ông T-Boss lên nha các bạn. Đối thủ tụi mình đây nè. Trên giường qua hồng. Hay lộn qua hướng giường. Đó chính là con boss Diamond nha. Con boss cô đơn trong Love Food như các bạn không biết. Ây da từ từ. Xem nào nguyên cái vùng rất rộng lớn vậy mà chỉ có một mình nó thôi. Nhưng mà không sao. Bây giờ có mình rồi mới đắt đến làm bạn với nó rồi các bạn ơi. Cùng nhau kết bạn thôi nào. Bikey Trident. Rồi vô chọc đít nó đi. Kéo chữ ít nó cùng lúc đi. Ok 1, 2, 3 kéo. Mày nó qua anh rồi. Ồ nó hết anh á, nó hết anh á. Bên anh mới đúng nè, đừng có qua bên nó. Trời ơi đừng có qua bên là anh, qua tao nè, tao thích qua mày tao hơn. Nè. Ê tao thích. Ơi sắp đi rồi. Đừng kéo vào đây. Mong cầu xin em đi thôi, em để nó giết anh đó. Em cũng còn có mạng, đừng có ảo. Nè qua đây mày. Ôi qua đây. Ủa sao không hết vậy? Hai anh em gà y chang nha các bạn ơi. Nghĩ sao kéo con boss mà kéo hụt nó chứ. Bựa thiệt. À kết liễu nè, ấy dạ ăn gian thằng khốn mày đứng lại. À nhưng mà mình có một cái bí mật cho các bạn nha. Tới vì đắc cũng không biết đâu, đó chính là có gương kim cương dưới này nè. Này thì chạy. Ê rồi thanh niên sử dụng trái lò xo, một trong con boss yếu nhất C2 nha. Hình như hồi này đệ tử Doflamingo đúng không, mặc áo y chang luôn vậy. Sao mặc áo màu hồng nữa chứ. Phong cát đó MCK hay gì đó nha. Ui lon sword các bạn ơi, ngon. Nhìn này cũng phong cách đó đấy anh. Cái kiếm này thật ra biết là gì không, kiếm thực vật. Mày bây giờ quýnh toàn cây cỏ không à, yếu xèo đi cu. Ê giỡn á đừng bây ra tay nữa rồi các bạn ơi, thảm thực vật. Khứa này không có nhà mạnh bất ngờ được các bạn ơi, chắc chắn phải có lý á. Ui đừng dẫn dụ đi bộ. Bữa nay không hô Doflamingo mà hô thằng đầu vàng này nè các bạn. Không đâu mình là người chơi đó phút đỉnh nhất mà sao hô này được. Ảo mày, ảo xài cho lò xo, mày tưởng mày xài Kitsune hả? Thằng này hắc rồi không được. Ủi là chết đó, là ủi là chết đó. Không chết được đừng ảo phốt anh bro lắm ba. Sao có trình su vậy em chết thì đánh viên boss C2 mà nó ảo. Ai may mắn quá các bạn ơi. Và đến với đối thủ tiếp theo chúng ta đó chính là đô đốc Fujitora, một trong những con boss mà tụi mình hay quên nhất nha. Quên hoài. Con này kiểu cô đơn thì các bạn xem à, chắc giờ các bạn cũng không biết đúng không. Hãy thành thật comment bên dưới nha, có ai còn nhớ boss Fujitora không. Biết được các bạn không nhớ đâu mà thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ ai đừng what the f... em có không twin hút vũ khí của dắt năm cũ các bạn ơi. Đánh con chiêu à, chết rồi. Ghê dạ. Ôi combo đỉnh kìa các bạn. Giỡn. Ơi dạ sao cú đấm của nó mà nửa cái máu luôn là sao vậy. Ơi sao đấm đau vậy. Mớp đét đó các bạn, sao nó quýnh hai cái nửa cái máu rồi. Rồi đắp sáng nó liên tục là được. Đắp sáng nó liên tục là được. Né chiêu là được. Ờ đúng. Né chiêu được. Mày giỡn hả? Mày hay, nó sáng nữa mày. Rồi em kéo lên nè. Mày chuẩn combo liên tục vậy là được. Ê nữa hả? Gì kỳ á. Giá. Đừng. Rồi bố ơi đánh bại lẹ đi bố ơi, đánh bại. Ơ phúc. À bị đứng bên rồi. Anh bị đánh luôn rồi. Em bị disconnect rồi. Không em chạy tại chỗ hả? Ôi nó hội đầy cái máu luôn rồi. Vậy là tụi mình đã bị đánh bại bởi Fujitora chứ không phải là Doflamingo rồi. Các bạn hãy để lại bình luận vòng quay nào đó có thể thắng được thử thách này đi các bạn ơi, chứ mình không thể nào thắng được thật sự luôn nha. Thì nói chung tụi mình đã thất bại rồi, nên là video đến đây kết thúc. Mong các bạn kéo xuống like và đăng ký cho mình nha.